Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Anh em thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chơi những cái lineup mà đấm cái bộ mục sư như con. Đấy. Còn nếu mà không đấm được ấy thì chỉ ít nó cũng không sợ. Ok. Rồi. Cái gì kìa? Ai cà khịa tí không à? Ui rồi ôi, yên ổn mà chơi, việc gì mà cứ phải cà khịa nhau làm cái gì bạn ơi. Tôi cứ mua sẵn luôn Eco anh em nhá. Eco meta này, Eco là chùm đấy anh em. Anh em mà có hai con Eco đầu game thì anh em là được độ đấy. Theo tôi là như thế. Đấy là cái điều tuyệt vời nhất, đấy chính là anh em có hai con Eco đầu game. Còn nếu mà đấy nó không phải là điều tuyệt vời đối với anh em thì đó là cái điều tuyệt vời nhất đối với tôi đấy. Còn anh em tôi không biết thế nào, nhưng mà bản thân tôi thì đấy là cái điều tuyệt vời nhất, hai con Eco đầu game. Cho đi. Ui rồi đấy, thấy chưa, ông kia thích khịa là có người chửi luôn rồi kìa. Cứ chơi lẳng lặng mà chơi là cứ phải gây chú ý làm gì nhỉ, xong tí nữa rồi đấm cho. Ok, đồ nào. Đồ bắn trưởng à? Greater. Dominator ra sớm này. Cái bộ Greater thì nó counter nó không triệt để lắm đâu. Nó chỉ gọi là hơi có một chút xíu counter thôi. Nó còn phải phụ thuộc vào cái đồ của Deathless. Cái con Deathless ấy mà nó có đủ đồ thì nó không sợ Greater đâu anh em ạ. Tôi nghĩ là Greater này tôi không đánh giá cao để mà counter triệt để vào bộ Sasori. Từ từ đấy anh em. Đấy, cho Gladiator, cho Dominator sớm, nhưng mà phải có con co. Được, chưa ra một con nào mà nó tương đương để có thể là làm co trong bộ này. Dominator này thì nó không làm co được anh em ạ. Con này nó chỉ khống chế thôi, support thôi. Ui rồng này, hai con rồng một lúc luôn. Ba assassin chưa có, à có rồi, có ba assassin rồi, nhưng mà thế này á, ok thì cũng được. Thế phải có một con tanker phía trên đây, con này vào từ từ đấy anh em ạ. Bây giờ mà chơi Greater luôn thì nó cũng chưa ổn lắm, bởi vì là chưa có co. Cần một con co đánh tay cơ. Thế nên là chúng ta để này cũng được. Dồn đồ cho Dominator ở trong cái bộ Assassin thì cũng ngon. Chỉ ít thì ra sau lướt được một vài con. Giữ máu. Úp lồng đập được chết khoảng 1-2 con nữa là sao. Tất nhiên là vẫn thua rồi. Mà ngon nhất là đập chết cái con 2 sao kia. Hay, ui giời tuyệt vời luôn. Thêm con nữa được không? Dòng khác thêm chết được con nữa. Ui không được rồi. Này có giáp xoay. Đấy, nó xoay liên tục anh em ạ. Đấy. Cái điều tuyệt vời nhất đối với tôi nó vẫn chưa ra. Vẫn đang là gọi là chờ điều tuyệt vời nó ra đây, nhưng mà chưa thấy. Cung đen à. Cung đen trong cái bộ Greater cũng không mạnh lắm đâu. Bây giờ cung, tất cả cái thể loại cung ấy, tất cả thể loại Hunter vào trong cái bộ, mấy cái bộ Greater này thì nó toàn focus vào những cái con yếu máu thôi anh em ạ. Nó không focus vào những cái con mà nó áp sát, nên là chơi nó cũng không ok lắm. Cung thì bây giờ chơi lùn kẹp với cả máy bay thì mới chơi được thôi. Còn những cái thể loại cung khác thì tôi nghĩ là không có thể làm co đâu. Khó lắm. Nên game mấy con cung toàn bóp thôi anh em ạ. Nhất là gặp kiểu mấy cái bộ insect ấy hay là siêu đẻ ấy. Rất sợ luôn. Toàn focus vào mấy con yếu máu, xong nó cũng toàn đẻ ra những cái con hiến tế 3 sao. Rất là bóp tim. Nên là thường nếu mà chơi Dominator này, chơi Greater ấy, mà chơi co là con cung đen, gặp insect rất sợ. Đấy, rất sợ luôn. Trận này không biết là có ông nào chơi mục sư không, nhưng mà tôi nghĩ là thế nào cũng sẽ có người chơi thôi. Nó đang hot meta mà. Tôi lấy cái búa set đầu game rồi mà tôi không có cái con nào chơi cả. Thế em cay.
Ủa, chết rồi. Có đẻ cho thì ối rồi ôi luôn này, rao này này. Ôi, chết rồi rồi, rao này mất nhiều máu luôn. Ui ôi, đẻ không trượt phát nào luôn anh em ạ. Ai à đau. 9 máu. Từ từ nha. À, thế à. Nó lại thế này à. Được, thế thì có đây 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 rồi, dấu hiệu, có tí dấu hiệu. Không chơi Greater đâu anh em. Greater và Carter mục sư nói chung là ngày trước ấy. Nếu mà anh em mà nói là Greater mà Carter vào mục sư ấy mà kiểu triệt để ấy, thì anh em ao meta quá rồi anh em ạ. Tôi khẳng định với anh em luôn, cái tầm này mà có người nói là Greater Carter vào và mục sư thì là bị ao meta đấy. Đây rồi, úi rồi, điều tuyệt vời nhất đây rồi anh em. Chính xác, đây là điều tuyệt vời nhất của tôi. Ok, tôi nghĩ là có Demon là đủ đẹp quái rồi. Thôi bán Dominator đi anh em nhé. Con này không chơi đâu. Có con Fallen Witcher là đẹp quái rồi. Ok, hay thôi bán gấu lấy hai đỏ nhỉ, cho là an toàn không. Tôi sợ round sau không có đủ tăng cơ ấy. Bây giờ bán gấu đi là đủ tiền mua con lava. Đấy, hai đỏ round sau kẹp với cả Demon, kẹp với gì nữa nhỉ, chưa có gì để kẹp thêm. Nhưng mà nếu mà có ba warrior thì cũng đép được round sau. Chứ lại có mết à? Không sợ, không sợ. Nếu mà có mết thì chuẩn bị sẵn cá thôi. Đấy, có một cái này này, mà cái lý do mà tại làm sao mà tôi đánh giá cái bộ Dom, cái bộ Greater nó không cao ấy. À ui đây rồi, đẹp được, 3 warrior rồi. May quá. Đây, có một cái này mà tôi chia sẻ với anh em là tôi đánh giá cái bộ Greater nó không cao là bởi vì thế này. Có thể là nó sẽ không sợ bộ mục sư đâu, thậm chí là có thể là nếu mà đủ đồ nó có thể đấm được thì tôi không phủ nhận cái điều đấy. Nhưng mà cái vấn đề ấy là ở cái chỗ là còn khi mà nó gặp những cái bộ khác thì sao, ví dụ như là bộ 5 rồng 9m chẳng hạn, hay 5 rồng 6m thôi. Thì thậm chí là bộ 9m bình thường, là bộ 9m thôi là khả năng cao là vẫn toang. Đấy, chưa nói đến những cái bộ mết cao cấp hơn, ví dụ như là 6 Saman kẹp mết chẳng hạn, thì rõ ràng đồ, cái bộ Greater nó bị đẩy rất nhiều. Thực sự nó là một cái gì đấy nó rất là nguy hiểm khi mà chơi cái bộ đấy. Nó không có kẹp được kháng phép. Đấy, vấn đề cái bộ đấy, nếu mà anh em lấy BKB ý, thì tức là cái bộ đấy anh em sẽ phải lấy là gì? Là anh em sẽ phải bỏ cái giáp thép. Đấy, anh em không thể có nhiều giáp đến cái mức độ mà anh em vừa ghép BKB vừa ghép giáp thép được. Nhưng cái bộ đấy nếu mà không có giáp thép thì đánh rất yếu, đánh gặp những cái bộ vật lý có khi thua. Thế là không thua anh em ạ. Gặp những cái bộ bắn trưởng như mấy cái bộ mết ấy thì rõ ràng là việc là bắt buộc phải có cái BKB rồi, đúng không? Đấy, nhưng mà nếu mà ghép BKB thì khả năng cao là lại toang với những cái bộ vật lý. Rất khó chơi, rất khó chơi đấy. Chưa kể là co ở trong cái bộ đấy bây giờ nó cũng khá là yếu, nó không mạnh như ngày trước. Cách đây một mùa thì có cái con Medusa là khá là ok, ổn áp. Đấy, mà hiện tại thì ốc thì vẫn mạnh nhưng mà vấn đề là bị counter bởi cọc. Nó dễ counter quá. Ui dồi ôi, thằng này phong vũ 2 sao. Ra 11 phong vũ 2 sao. Đây chắc chắn là nó sẽ là... sẽ là ở đây. Nó sẽ là võ đây. Võ sư. Võ sư kết hợp với gì thì chưa biết, nhưng mà nó sẽ là võ đấy. Ok, tôi sẽ lên 7 đó. Lên 7 dần thôi anh em. À quên đấy, lại quên mất, chưa chia sẻ với anh em là đang chơi cái gì.
đang có ý đồ là gì? Witcher anh em ạ. Đấy, hồi sinh lại bộ Witcher trong meta mới anh em nhé. Meta này không ai chơi tôi chơi. Đấy, rất là ok. Không phải để chơi trùng bộ với cái thằng nào cả. Đấy, rất là thích chơi cái kiểu đấy. Tức là khi người ta tranh nhau ấy, thì tôi không chơi cái bộ đấy luôn. Đấy, còn khi mà người ta không chơi nữa, đấy, người ta đóng hòm nó, người ta ghẻ lạnh nó, người ta chôn cất nó, thì tôi đào lên. Đấy, tôi đào sời nó lên, tôi hồi sinh nó lại và tôi chơi. Nó là như thế. Tất nhiên là nó sẽ yếu hơn cái meta trước, do bây giờ chỉ còn 80% sức mạnh thôi. Những cái cú đấm của nó bây giờ mặc dù đấm xuyên giáp nhưng mà nó chỉ còn 80% cái lượng tấn công ban đầu. Thực ra cái bọn này nó rất là sida, cái bọn nhà phát hành này. Đấy, nó là một cái cú mà không hiểu nổi. Ông đã chuyển hóa toàn bộ đội hình sang sát thương chuẩn để cho nó ăn thẳng vào máu rồi. Đấy, xong ông lại giảm đam của nó đi, thế thì bằng không. Thế thà ông cứ để bình thường nó xong, ông để đánh như kiểu ngày trước ấy, là đánh sát thương vật lý, sau đó tăng thêm 50% sát thương chuẩn đi, thì là nó giảm bởi giáp là được rồi. Thế thôi. Thế bây giờ ông cứ giảm, ông cứ giảm 100% ăn thẳng vào máu, xong ông lại còn giảm sức mạnh đi 20% nữa, để làm cái gì đâu. Trời. Thế thì thà ông để như cái cũ còn hơn. Thật. Để như cũ cũng vẫn là ok. Xong rồi thêm cái khả năng là gì, là đánh không tăng mana, thế là được rồi. Chứ còn giảm cái này thì nói chung là nó yếu quá. Ok. Rồi, roll rồi. Level 7 roll thôi anh em ạ. Không là chúng ta khả năng bay màu rất cao. Nếu mà gì lên 8, lên 9 thì rõ ràng là không được rồi. Roll ở đây đó. Đép ra quái này này. Ok. Đây rồi, có heo rồi, đép được. Mua con heo này không? Ok. Rồi. Đủ tiền mua heo à, đép được rau sao? Yên tâm. Trên này có 5 rồng 9 mét á. Trên này có thằng chơi 5 rồng này. Nhưng mà cái bộ này nó kẹp được cá nên là không sợ. Chứ còn nếu mà chơi Dominator là sẽ dính trưởng ngay. Tí nữa không kẹp được cá. Đây rồi. Ok. Rồi, thôi tôi nghĩ như này là đủ. Đẹp được. Thêm con nữa vào. Đây, con này được. À, từ từ, nếu mà cho con đấy vào là nó sẽ là 3 Exit đấy anh em ạ. Không, 3 Exit giảm máu đi toang ấy. Nếu mà anh em có 6 con Exit thì anh em chơi thôi. Còn nếu mà anh em kết hợp Exit với cái bộ khác thì không lên. Máu nó bị tụt đi, full lần chết sớm thì là toang ra quái. Nhưng mà yên tâm, lên được 2 sao chắc chắn là ăn được ra quái rồi. Cái bọn Witcher bây giờ nó bị giảm 20% sức mạnh tấn công ấy anh em. Thế nên là nếu mà chơi Glacier ấy, tôi thấy là nó bị thiếu đam đấy. Nên là tôi sẽ không chơi Glacier anh em nhé. Chúng ta tăng cường thêm 20% tấn công bằng cái việc là chúng ta kết hợp với bộ Beat. Đấy, cái bộ Beat là nó sẽ thêm 20% tấn công cho anh em. Rồi. Đủ bộ nhá. 4 Witcher này. Ok. 2 bit. Cáo này, cáo ngon. Con này đi. Tôi chưa cần ghép bit đâu. Tôi cần kẹp cá mà anh em ạ. Đấy, ui, gặp nào này thua rồi. Này, khỏe. Exit.
Thua. Gặp Exit không ăn được đâu. Tầm này chưa ăn được. Gặp cái bọn Exit này là mất 50% máu đấy anh em. 6 Exit. Phải có đủ đồ tăng cơ. Thực ra gặp cái bọn Exit ấy, nó đủ cái đồ hồi máu thì kể cả mất 50% máu đi chăng nữa thì cái tốc độ hồi máu nếu mà nó nhanh thì vẫn có thể là hồi máu kịp thôi. Vẫn có thể sống sót được trong combat. Grim này. Grim này kích hệ Druid. Kích full Druid lên, up con này lên 3 sao đã này. Ơ từ từ. Còn con cá. Còn con cá. Bỏ cá. Đó. Ok. Đưa được con Unicorn lên 3 sao đã. Rồi, ổn rồi đấy. Tầm này tạm ổn. Thôi thì bây giờ bỏ cái chuối thua đi được rồi. Bắt đầu đánh chuỗi thắng thôi. Ok, khỏe rồi. Roll tiếp nhỉ. Tôi nghĩ là tôi sẽ roll tiếp để kiếm thêm những cái con 3 sao. À đây rồi. Này lên 8 không? Thế này đi. Medusa lên 8 rồi mới cho vào anh em ạ. Ở 7 này để như này đội hình này tối ưu rồi. Bình thường ở 7 nó sẽ là kẹp hai con Warlock ấy. Tức là nếu mà không có cái bộ này thì có thể là chơi kẹp thêm cái con Witch Doctor vào cũng được. Ngày trước là hay thế nhưng mà bây giờ thôi. Chơi kiểu này nó sẽ khỏe hơn đấy. Chơi kiểu Glacier là cũ rồi anh em ạ, thiếu đam. Giờ chơi kẹp Beat nó khỏe. Nó bổ sung vào cái lượng đam mà nó bị mất đi ấy. Ngày trước nó là chúng ta có full 100%, bây giờ nó bị giảm 20% đam. Ok. Rồi, tôi bỏ cái con Evil ấy nhá. Shadow này 2 sao đó, anh em ạ. Để 2 sao được. Khi mà để Shadow Evil ở trong cái kho tướng ấy, chúng ta sẽ cái cơ hội mà roll ra được cái con Fallen Witcher lên 3 sao nó sẽ bị chậm hơn. Đấy, thế nên là tốt nhất là chúng ta nên bỏ cái con Shadow Evil ra khỏi cái kho tướng. Cửa hàng mở rộng anh em nhé. Bỏ đi. Ok. Đấy. Còn những cái thằng Hunter ăn tiểng các thứ mà bây giờ vẫn chưa form một đội hình thì thôi xác định luôn. Đấm nó như con luôn. Tôi nghĩ là nếu mà như này chúng ta lên roll được 7 anh em ạ. Chúng ta lên roll được 7. Bài cái này lên roll được 7 anh em nhé. Tôi thấy là sắp có một cái con Tabu Witcher lên 3 sao. Và sắp có con ảo ảnh lên 3 sao rồi. Đấy. Roll được 7 thôi. Trong cái lúc mà tìm Tabu Witcher 3 sao và ảo ảnh 3 sao ấy, chúng ta sẽ kiếm thêm một vài con full lần nữa. Sau đó thì có thể là chúng ta up lên 8 kẹp thêm cá vào. Bởi vì trận này có mết. Đấy. Nên là cái việc mà kẹp cá vào nó cũng phải kịp thời. Nó không được để quá muộn. Chứ còn nếu mà để mà roll ra một con Fallen 3 sao ấy, đến cái lúc đấy tôi sợ là hơi muộn. Blink à? Được. Ok. Có cái Blink rồi. Ngon rồi. Nói chung là có chấn phái cái là ngon ngay anh em ạ. Đấy, Fallen Witcher này mà có Blink là ngon ngay. Đấy, bây giờ là mới là ngon này. Chứ còn vừa nãy không có Blink đánh hơi tù rồi nhá. Đánh hơi tù có phải đi bộ lên xong có khi là hóa nó cũng không hóa trúng vào cái con 3 sao đâu. Nhưng bây giờ có Blink thì khác, có Blink thì chắc chắn là có thể hóa được.
Đấy, ở đây là chúng ta sẽ lấy những cái món đồ tăng cường, những cái món đồ thủ nhiều. Giáp xoay là một cái món ngon, tôi sẽ lấy cái giáp xoay. Ok, còn cái món còn lại này thì ở đây chúng ta có một cái RO nếu mà cần. Đấy, tí nữa có thể ghép cái RO. Rồi, bây giờ khỏe đấy. Có Berlin cái là khỏe ngay, biến đúng cái con cần biến mà. Ui, có thằng đi rồi này. Rớt cái tinh thể mana cũng được. Món này ngon đấy. Tí cho Shadow. Ui, sâu lên được 2 sao. Nhưng mà từ từ đã. Rôn một lúc mà mấy con sâu liền. Con sâu này mà bỏ vào đội hình là vừa có vua lóc, chúng ta lại vừa có beat. Ui ôi, sao không lên nhỉ? Đây rồi. Có slot là được, dừng lại đó. Rôn quả vừa rồi là chỉ để kiếm slot thôi. Nhưng mà ở đây chúng ta có tới hai con 2 sao có thể nhét vào đội hình, nhưng mà đang phải để ở ngoài để rôn. Đây ơi, sao sao đi rồi. Bạn ơi, như nào. Ơ thua, ơ thua, chết được thua rồi anh em ạ. Vai đái thật. Ui, tầm này chưa ăn được anh em ạ. Nhưng mà tí nữa cơ, tí nữa thì không sợ. Tầm này thì đúng là chưa ăn được thật. Tí nữa làm nào xếp khéo nhá. Berlin phát lên hóa luôn cái con đắt led của nó ấy. Hóa mất cái con đắt led của nó, mất hình luôn là thắng. Ui, đẩy tôi 15 máu này. Sao bảo counter mà sao bị nó đấm đấy. Ảo thật. Bình tĩnh. Chưa anh em ạ. Chưa đâu. Lúc phải full 3 sao đã. 34 máu, trụ được thêm một round nữa ấy. Một round lọt nữa vẫn được. Có lẽ tôi sẽ roll được 7 luôn anh em ạ. Tôi chợt nhận ra nếu mà cái con Fallen Witcher này mà nó không lên 3 sao ấy thì nó sẽ bị cái con Atlet nó điều khiển con rối đấy. Anh em ạ, nên là chúng ta sẽ phải đưa con này lên 3 sao. Thế là hết bắt. Cứ đưa lên 3 sao mà nó không bắt được. Trừ khi nó lên 3 sao cùng thôi. Bây giờ nó phải đắt led 3 là mới bắt được cái con 3 sao của tôi. Nhưng mà bắt được không có nghĩa là chúng ta sẽ bị bắt nhá anh em nhá. Con này sau khi nó hóa hình ấy là nó không bị bắt đâu. Nó sẽ đứt cái dây ấy luôn. Và trong cái lúc đứt dây nó hóa hình hai cái con ở bên đối thủ. Nếu mà hóa trúng vào cái con heo hoặc là cái con đắt led ấy khi mà con này lên 3 sao. Bởi vì cái đội hình Sasori nó rất là ít các cái quân cờ ở trên bàn cờ. Đấy, nó chỉ bỏ vào 6 con thôi. Nên cái tỷ lệ mà hóa hai con co của đối thủ ấy, hóa trúng vào hai con co nó rất là cao. Khi mà chúng ta hóa lên 3 sao, ta hóa hình mà hóa trúng vào đắt led với cả con heo ấy là gần như đối thủ là thua chắc rồi. Không lấy cái cửa gì ăn được luôn. Ok. Ui, vẫn còn khỏe lắm anh em ạ. Tôi nghĩ là bây giờ tôi cắt trực chuỗi cái thằng này là tôi lại có một đống tiền để roll. Sau đó chúng ta sẽ có thể có cơ hội roll ra là con Fallen 3 sao ấy. Còn có 3 con nữa thôi anh em. Thôi, trong lúc đấy là kiếm luôn con ác mộng luôn. Ui, trứng này, quá tuyệt vời. Đó, thôi từ từ đã. Không có gì mà phải vội. Độc trứng luôn, sau đó thì chúng ta lại giữ lắp với tiền để ra sau roll tiếp. Đấy, chứ không có việc gì mà phải coi như là để ba cái con ra ngoài sau đó thì không up cấp. Đấy, để tí nữa tiện để có thể đập quả trứng thì đằng nào cũng đập thì đập luôn anh em ạ. Bình thường là chúng ta không có trứng thì chúng ta mà không đập thôi, còn có trứng thì đập luôn thôi. Đấy, coi như là tí nữa chúng ta kiếm thêm được một con Fallen và một quả trứng nữa là được. Hoặc là hai con Fallen nữa. Đấy, còn nếu mà bây giờ mà ra ba quả trứng nữa thì cũng vẫn ok. Đấy, vẫn rất là ok luôn. 50 tiền round sau lên được. Ui, round này tôi cứ tưởng là toàn sợ thật sự. Giáp xoay để rồi. Ok, roll tiếp rồi. Hay quá, còn một con nữa anh em ạ. Luôn nhá.
Luôn đi. Ôi cần con này 3 sao. Bây giờ đang 26 rồi anh em ạ, không còn sớm sủa gì nữa đâu. 26. Ok, ui giời ơi, hay quá. Rồi. Bây giờ áp cấp. Áp cấp luôn. Áp cấp xem nào. Mết chết chưa ạ? Thằng mết chết rồi. Nhưng mà tôi nghĩ là vẫn nên bỏ con Medusa này vào anh em ạ. Con Medusa không phải là có chỉ có cái tác dụng là kháng phép, mà con này nó còn có cái tác dụng là khống chế nữa. Khống chế cho Fallen 3 sao bắn. Đấy. Cái tầm này thì không sợ Sasori nữa anh em nhá. Chắc chắn là bây giờ gặp Sasori không bao giờ bắt được con này của tôi. Không thể bắt được. Đấy, gặp rồi này. Ok bạn ơi. Ờ, không giống như vừa nãy à. Ui giời. Ui giời ơi. Ba con 3 sao đấm cho. Nát người chưa? Nát người chưa? Đấm cũng trượt phát nào luôn. Đấy, khỏe chưa? Lẽ ra nếu mà cái bộ này mà đánh nó cẩn thận an toàn là roll thêm cái con Shadow lên 3 sao nữa. Đánh cẩn thận an toàn luôn, vừa mạnh mà lại chống cái việc bị bắt. Thực ra là cái con này nó không bao giờ nó bị bắt đâu anh em ạ. Nó bắt xong thì hóa hình là nó đứt dây mà. Ok. Tầm này lại mong là sẽ được gặp nhiều lần cái nhà mục sư anh em ạ, để đấm nó cho nó chết. Đấm sớm chết sớm. Để lên game thì nói chung là cũng hơi mệt đấy, nên là chúng ta lên kết liễu sớm. Ok, cái nhà 4 Exit. À cái nhà 6 Exit này bây giờ không có phải là cái mối họa rồi. Bây giờ tôi khỏe lắm rồi. Ui giời ơi, tôi lấy phun thủ ở đây. Đấy, sắp xoay thì sợ gì mấy cái nhà ấy đâu. Có chia 50% máu thì vẫn còn một đống máu luôn. Với cả căn bản nó có khả năng hồi máu ấy. Cái bộ này nó kẹp được Warlock mà. Có khả năng hồi máu thì kể cả máu ít, nhưng mà anh em hồi nhanh hơn là cái số lượng mà bị nhận đam vào ấy, thì anh em vẫn sống thôi. Vẫn có thể sống trong combat. Chợ này máu sàn sàn như nhau nhỉ. Có mỗi cái thằng top 1 là nó xanh quá. Nó lên được 10-50 tiền luôn mà. Đấy, tôi giờ vẫn ở level 8. Bây giờ đã có những cái nhà lên được 10 rồi. Lên được 10 thường bọn nó sẽ chơi mấy cái lab ở 10 á. Chứ nó cũng không chơi mấy cái lab ở đánh ở level thấp đâu. Lên level 10 thì có thể chơi Sasori cũng rất là ok, đánh ở level 10 đó. Nếu mà có Light Spirit thì lại càng mạnh. Cái bộ Sasori mạnh nhất, tối thượng nhất nó chính là 5 con thuộc tộc mục sư. Đấy. 5 con thuộc tộc mục sư để ở trên bàn cờ. Nó sẽ lấy 5 con của đối thủ. Và đối thủ nếu mà ở level 10 ấy, đối thủ là chỉ còn 5 con thôi. Và toàn mấy cái con không phải là con co thôi. Bởi vì cái bộ mục sư nó ưu tiên nó lấy cái co. Đó. Tôi đang có chuỗi ở đây này. Quá tuyệt vời luôn anh em ạ. 31 đến 9. 31 lên 9 kẹp thêm con sâu vào. Thế là xong. Bây giờ cứ để cái này là cũng chả thằng nào ăn được đâu. Hay là thằng này luôn, đánh cho chắc kèo. 29 thực ra là nó chặn tiền rồi đấy. 29 này mà up cấp lên cấp 9 thì cũng chả thiệt thòi gì đâu. Chỉ là up trước một round hay là sau một round thôi mà. Bình thường thì round quái thì thường là người ta sẽ chọn là sau cái round quái thì nó tiết kiệm hơn. Đấy, nhưng mà đang trong cái trường hợp có chuỗi thì có thể sẽ phải cân nhắc về cái việc là trước lao quái một đao. 9 warrior này, vô tư. Cái bộ này là cái bộ sướng nhất đấy. Chỉ thích gặp cái bộ này thôi anh em ạ. Ui dồi, đấm như con luôn. Đẩy hơi bị nhiều luôn đấy nhá. 19 máu, thôi xong rồi. Gặp một lần nữa đi. Đấy, để như này rất tiết kiệm. Tôi có thể up dần lên level 9. Level 10 thì khả năng là một Warlock nữa hoặc là kiếm cái con gấu bit và cho vào để lấy 4 bit. Thực ra cái bộ này chỉ cần 2 bit thôi là đủ rồi anh em ạ. 2 bit là nó đã bù lại được 20% đam trước đây ấy. Trước đây là nó không bị mất 20% đam đến từ cái việc là chuyển hóa sang cái sát thương chuẩn. Bây giờ chuyển hóa sang sát thương chuẩn nó không còn gây 100% đam nữa.
Mà nó chỉ còn 80% thôi. Đấy, nhưng mà nếu mà chúng ta bù được thêm 20% tấn công này rất là ok. Coi như là chúng ta bù lại là bằng cái con số đấy đi. Đấy, còn nếu mà anh em có 4 bit thì nó sẽ hơn. Nó sẽ được cộng nhiều hơn. Rồi. Bây giờ thích nhất là gặp Sasori với gặp Warrior đấy anh em. Gặp hai bộ đấy vô tư luôn. Tôi cứ phun thủ ở chơi thôi anh em ạ. Quá tuyệt vời đồ luôn. Đó. Phải có cái này nhá. Đấm nhau với Sasori phải có cái chống hồi máu. Mảnh linh hồn tăng tốc đánh này. Cái chống hồi máu 2 ấy tôi sẽ lấy sau, bởi vì cái bộ này ấy lại một lần nữa là chúng ta phải ưu tiên tốc đánh, bởi vì là cái con Fallen Witcher nó vừa bị giảm tốc đánh đi anh em ạ, giảm tới 20% tốc đánh. Nên là cái đồ tốc đánh vẫn là cái đồ rất là quan trọng. Kiểu búa xét này là chắc chắn là phải có rồi. Búa xét 2 là chắc chắn phải có, thậm chí là hai cái búa xét luôn. Một cái búa xét 1 và một cái búa xét 2 để lấy cái stack, lấy cái tốc đánh. Rất là ok. Thằng kia nó sang soi cái gì nhỉ? Soi cái gì đấy bạn ơi? Căng thật. Nhắm xem là có ăn nổi không mà là soi. Trông không giống như là ăn được đâu bạn ơi. Bài tôi to như này rồi. Đồ phun thủ. Ok. Rồi sao? Rồi sao nào? Trời. 6 block. Này chưa 6 block. Nhưng mà tôi cái bộ Witcher ấy, nó đấm mạnh lắm. 6 block vào phát là bị mất 20% máu rồi. Sau đó Witcher đấm cho úi rồi ôi luôn. Witcher đam nó đã to sẵn rồi, nó đấm nó không tăng mana nữa. Mấy cái thằng Warlock bắn trưởng ấy là rất sợ. Bởi vì làm sao đánh mãi không tăng mana. Trong khi mấy ông Witcher này bay lên phát đập cho 3-4 phát là chết. Nhanh lắm anh em, mà tôi có cái gậy gai rồi. Tí nữa mà đánh với nhà 6 Warlock thì chúng ta kiếm cái MKB vào nữa là xong, như gì đâu, đơn giản. Bây giờ chủ yếu là đánh để cái đội hình này để đấm được tất cả thôi. Chứ còn tí nữa mà một solo thì counter vẫn kịp, không có vấn đề đâu. Bây giờ cứ dần lên 10 đã. Tôi nghĩ là dần lên 10 nó là hợp lý. Mấy là kia là cứ sang soi liên tục anh em ạ. Cay nhờ. Nhìn thấy nhảy loạn xin gậu tất cả các bàn cờ luôn. Làm sao? Định bắt ai? Bắt ai bạn ơi? Khỏe đấy. Exit nghe nói là gì? Trừ 50% à? Máu à? Không sợ. Đấm có mất tí máu ở đâu. Bộ này nó kẹp thêm Warlock mà. Chả mất tí máu à luôn. Rồi. Đấy, như này là sẽ có 4 bit đánh level 10. Phòng vũ lên được 3 sao kìa. Ui rồi. Căng đợt ơi, phải chuyển sang võ sư. À hay thằng này nó chơi võ sư kết hợp với Goblin à? Có phải không? 4 võ sư kết hợp với 6 Goblin đánh ở level 10. Nhưng mà nó phải có cái điều kiện, đấy chính là ra được ngộ không và ra được bom. Còn nếu không là phải kích hoạt bằng wizard thì tôi nghĩ là không ăn thua. Rôn ra được cái con phong vũ 3 sao thì nói chung ấy là cũng chỉ đấm được cái nhà Exit thôi, chứ còn đấm được nhà nào đâu. Nói chung là xong rồi. Ok. 6 Goblin. Ôi là lên 10 rồi. Lên 10 rồi. Nhưng mà ôi giời ơi, vẫn bị đấm như con luôn. Đi luôn này. Hảo rồi đấy. Đi luôn mới sợ đấy. Rồi, có RO này. Hay quá nhỉ. Thêm một cái RO nữa thì tôi nghĩ là sẽ cho con Shadow hoặc là con Medu. Ok. Rồi. Còn lại cái nhà Exit tôi nghĩ là thắng rồi anh em ạ. Lên 10 cho 4 bit vào là xong. Quá nhanh gọn nhẹ anh em nhỉ. Thậm chí là cái nhà Sasori nó còn chết trước cả cái lúc mà chúng ta vào solo ấy.
hơi nhanh. Giá như cái thằng đấy nó có thể sống sót được để lúc chúng ta solo. Nhưng mà nếu mà chơi thế nó phải đánh đổi ở cái việc là phải roll ở level thấp thì mới ra là cái con 3 sao. Chứ còn nếu mà dí cấp lên 10 ấy, thì rõ ràng là cái việc roll ra 3 sao nó không có. Ôi xong rồi. Ui, đau quá. Trời, mạnh thế nhờ. Cũng được đấy chứ anh em nhờ. Thế là hồi sinh cứ chơi được rồi đấy. Không hề yếu thế nào nha anh em nhá. Giảm 20% đam nhưng mà tôi bổ sung tới tận 40% đam đến từ bộ beat cơ mà. Đấm ơi, không trượt phát nào luôn. Đấm cả hai bộ meta, cả bộ exit, cả coi như là Sasori luôn. Đấy, anh em thấy được không? Ok, anh em thấy cái bộ này thế nào thì anh em có thể lại để lại dưới phần comment anh em nhá. Anh em thấy hay để lại tôi một like, anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái, một trong những cái bộ counter và bộ Sasori một cách rất là triệt để anh em nhá. 5 rồng 9 bet cực kỳ khắc chế luôn. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem cái bộ Sasori trong meta mới nó đấm Greater như nào anh em nhá. Đấm không trượt phát nào luôn. Greater cũng phải bó tay chịu trận. Và cuối cùng, nếu anh em yêu mến tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.